Nhiều năm qua, phụ huynh, giáo viên và các em nhỏ của trường mầm non Vĩnh Tuy đã không còn xa lạ với bóng dáng của cô giáo Phương Anh, một người giáo viên nhỏ nhắn, nhiệt huyết, luôn dành tình yêu cho các bạn học sinh của trường. Thế nhưng chớ trêu thay, phía sau người con gái nhỏ nhắn ấy là một căn bệnh lạ hiếm gặp mà các bác sĩ trên thế giới cũng chưa rõ nguyên nhân, bệnh xơ cứng bì toàn thể. Căn bệnh quái ác đã khiến Phương Anh từ một cô gái trắng trẻo xinh xắn trở nên biến dạng do cơ kéo xương hàm khiến răng nô ra trước, mặt mũi có bé lại, xương cổ nô ra, cơ thể teo lại. Tôi biết tôi bị căn bệnh này từ lúc 18 tuổi, là cách đây 20 năm. Và bệnh này khi mà bắt đầu bị là không ai biết đó là bệnh gì, không rõ nguyên nhân tại sao. Nhưng mà sau một thời gian thì tôi có đi đến khám một số bệnh viện. Thì phát hiện ra là bệnh xơ cứng bì toàn thể. Và bệnh này rất là hiếm gặp, ít gặp. Và đã bị bệnh này thì hầu như là bị thay đổi về hình dạng, về khuôn mặt biến dạng đi. Và cơ thể bên trong cũng bị rất là nhiều tổn thương ở bên trong nội tạng. Thật sự là lúc đó tôi rất là sốc. Vì là mình không nghĩ là tại sao mình lại mắc phải cái căn bệnh như thế. Và một cái bệnh nó lại rất là oái oăm. Và mình lúc đấy mình cảm thấy rất là bế tắc. Mình đã bị sút cân rất là nhiều. Ngày xưa mình tầm hơn 40 cân, nhưng bây giờ mình chỉ có tầm 30 cân thôi. Sức khỏe thì ngoài bị biến dạng ở ngoài ra, thì mình còn bị tổn thương ở nội tạng bên trong rất là nhiều. Nhận tin dữ đúng ở cái tuổi mộng mơ với biết bao hoài bão tương lai đang rộng mở phía trước, Phương Anh từ một cô gái hoạt bát, cá tính, yêu thích nghệ thuật, trở thành người nhút nhát, ngại đứng trước đám đông. Ra đường thì các bạn rất là nhiều người nhìn mình với ánh mắt là ô sao các bạn lại bị thế nhỉ, rồi những cái ánh mắt sợ hãi hoặc là nhìn với ý tiêu cực ấy, là mình cũng rất là nhiều lúc mình cũng tổn thương và mặc cảm với căn bệnh của mình. Tôi là ước mơ là một nghệ sĩ nhiều hơn là một cô giáo. Ngày xưa khi mà 18 tuổi, mình đang mơ ước là mình sẽ làm một diễn viên hài. Thế xong mình đã có tham gia những cuộc thi và cũng đã thi đỗ. Nhưng mà về bố mẹ các bạn là bây giờ con yếu thế này ấy, thì là con nên làm một cái công việc gì đấy nhẹ nhàng cho bản thân hơn. Vì là nghệ thuật thì không thể nào mà sức khỏe yếu. Thì ra sau đó mình đã suy nghĩ và nghĩ là mình cũng có thể múa, cũng thể hát. Và lúc đó thì mình nghĩ ngay đến cái nghề nghiệp đó là cô giáo mầm non. Mình vẫn được đến trường, mình vẫn được vui vẻ, vẫn được múa, vẫn được hát với cả các con. Thì tự nhiên khi mình vào nghề thì bắt đầu mình thấy yêu nghề hơn, yêu công việc của này mình hơn. Gạt ước muốn trở thành diễn viên hài kịch sang một bên, Phương Anh nghe theo gia đình lựa chọn ngành sư phạm mầm non. Thế nhưng do cơ thể của cô bị biến dạng nên công việc cũng gặp rất nhiều khó khăn. Xa là rất là nhiều khó khăn, mình bị tự ti và mặc cảm. Cái lứa tuổi của mình dậy thì nó cũng là bé. Các bạn thì đã bắt đầu biết được những cái sự thay đổi. Và các bạn nhiều lúc các bạn rất là sợ khi mà nhìn thấy mình thì đầu tiên là phụ huynh người ta đâu có cảm nhận là ô không hiểu cô giáo này thì dạy gì, cô giáo này có chăm được con mình không, rồi sức khỏe thế này thì làm sao mà dạy dỗ chăm sóc được. Hầu như là phụ huynh nào khi gặp mình đầu tiên đều có cái cảm nhận như thế. Hiểu được những khó khăn của Phương Anh nên nhà trường và đồng nghiệp luôn hỗ trợ cô các công việc nặng nhọc. Bù lại về chuyên môn, sổ sách, giáo án hay cho các con ăn ngủ thì cô Phương Anh tự tin có thể làm tốt. Với Phương Anh thì là một cô giáo tuy là sức khỏe yếu nhưng mà luôn luôn cố gắng vươn lên, nỗ lực trong mọi hoạt động. Từ chăm sóc nuôi dạy đến các cháu, đến tất cả các hoạt động trong nhà trường. Nhà trường cũng đã nắm bắt được sức khỏe của cô nên là cũng rất là tạo điều kiện trong mọi hoàn cảnh để cho cô có một cái sức khỏe tốt nhất, đảm bảo công việc cũng như là dạy dỗ các cháu. Bằng tình yêu trẻ, niềm đam mê, nhiệt huyết với nghề giáo, Phương Anh đã biến sự tự ti thành động lực để cố gắng mỗi ngày. Dù bị bệnh nhưng Phương Anh vẫn cố gắng trau dồi, thực hành tốt nhiệm vụ của mình. Cô là giáo viên giỏi cấp quận năm 2009-2010, giải nhì cấp quận và giải khuyến khích cấp thành phố cuộc thi kỹ năng công nghệ thông tin của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội năm 2018. Với các đồng nghiệp và các em học sinh, Phương Anh thật sự là một tấm gương sáng về sự nỗ lực vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Mặc dù sức khỏe càng ngày càng đi xuống, nhưng trong công việc cô luôn rất là cố gắng hoàn thành
và cũng nhiều khi cũng không chịu nghỉ làm đâu, có hơi mệt thì ban giám hiệu hoặc chị em cùng lớp cũng vẫn động viên cô là đừng có cố, thì nếu mà mệt thì em cứ nghỉ thì các cô khác sẽ hỗ trợ hết mình. Nhưng mà đúng, cô cũng là một cô giáo rất là có trách nhiệm và yêu nghề, yêu trẻ. Thế nên còn cố gắng được thì cô ấy vẫn rất cố gắng. Đó là cái điều mà là cái tấm gương sáng duy nhất để cho chúng tôi có thêm cái nghị lực, cái động lực trong công việc cũng như cuộc sống để học tập và noi theo. Ngoài công việc, những lúc rảnh rỗi cô thường làm những clip ngắn về mình để đăng lên TikTok như một cách để truyền động lực, lan tỏa những năng lượng tích cực với cộng đồng. Trong mùa dịch sau đợt Covid-19 thì tôi có ở nhà và không đi làm, thì vì là nghĩ là làm cái gì đó ở nhà cho vui vẻ hơn thì tôi đã xây dựng một cái kênh TikTok riêng cho mình. Từ câu chuyện của tôi thì tôi nghĩ là gửi đến những người đang tự ti và những người mặc cảm hoặc những người đang bị bệnh như tôi, thì hãy nghĩ là trong cuộc sống này thì có rất là nhiều điều khác. Mình hãy bỏ qua những cái tiêu cực ở trước mắt đi và nghĩ đến những cái tích cực ở trong tương lai. Đam mê vào những điều mà mình thích thú, có các hoạt động ngoài hoặc là vui vẻ với bạn bè, mình cứ nhìn về phía trước này, mình sống và hoạt động với những người tích cực thì mình cũng sẽ tích cực nhiều hơn. Dù không được may mắn, khỏe mạnh như người bình thường, nhưng Phương Anh luôn nhận mình là người may mắn vì luôn có người thân, bạn bè và đồng nghiệp bên cạnh giúp đỡ, động viên. Thật sự đến giờ thì mình vẫn tự ti đấy, chứ mình cũng không vượt qua được đâu. Nhưng mà thật ra thì mình cứ phải đấu tranh với chính bản thân mình là mình sẽ phải cố gắng. Mình cứ vui vẻ, mình cứ tiến lên phía trước thì mọi thứ sẽ qua thôi. Được cái là mình được một gia đình rất là yêu thương. Mọi người trong gia đình thì từ khi mình mắc bệnh đến giờ thì luôn luôn giúp đỡ và tạo điều kiện mọi thứ để giúp đỡ mình, từ các cái công việc nhà đến các cái công việc nhỏ đến những việc lớn, thì tất cả những người thân trong gia đình thì luôn giúp đỡ và bao bọc mình, cố gắng giúp để sao cho mình có thể là có cái tinh thần tốt nhất. Ở trường mọi người đồng nghiệp thì thường ai cũng giúp đỡ mình cả, các cô trong ban giám hiệu từ các thời trước cho đến bây giờ, các cô giáo cùng lớp cũng như các cô giáo ở trường, mọi người rất là yêu thương và quý, lại luôn luôn là giúp đỡ mình mọi hoàn cảnh. Và kể cả bạn bè xung quanh, từ các bạn cấp 1 cho đến bây giờ vẫn giữ liên lạc với nhau, dù mà mình có bị ốm như thế này hoặc là có bệnh gì nữa, nhưng mà các bạn vẫn nhắn tin và vẫn ủng hộ, vẫn là giúp đỡ và động viên mình. Mình cảm thấy rất là ấm lòng, mình thấy vui là vì trên cuộc đời này thì vẫn có rất là nhiều tình yêu. Mình nghĩ là đấy là cái mà to lớn nhất, tình yêu về cuộc sống, tình yêu bạn bè, yêu người với nhau thì đã tạo nên cho mình được cái sự ấm áp. Và mình cảm thấy được cái điều đấy, mình càng có động lực để mình vui vẻ hơn, sống tiếp hơn. Sau nhiều năm gắn bó với nghề giáo, thành quả lớn nhất mà cô nhận được chính là sự tin yêu quý mến của phụ huynh, học sinh, các đồng nghiệp. Đây cũng chính là động lực để cô vượt lên chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.